Hello, xin chào quý vị và các bạn nhá. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của Học M28 TV. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha các bạn ơi. Các bạn ơi, hôm nay mình cực kỳ là thèm cái món đậu phụ kho với thịt ba chỉ Việt Nam mình nha các bạn ơi. Thì hôm nay mình đi cái cửa hàng Trung Quốc rồi các bạn ơi. Mình đã mua được một túi đậu phụ họ đã chiên rán sẵn rồi các bạn nhá. Đấy, một túi này. Thì hôm nào mình sẽ quay cái cửa hàng Trung Quốc này cho các bạn xem nha các bạn nhé. Thì ở bên này họ không có ăn thịt lợn nha các bạn ơi. Thì hôm nay mình thử làm cái thịt bò này xem. Đấy, hôm nay mình mua được một vỉ thịt bò tamimi đấy, thịt bò Brazil luôn các bạn nhé. Đây nhìn tươi ngon không các bạn ơi? Này nhìn mềm tươi ngon lắm. Thì cái món đậu phụ kho với thịt bò này các bạn ơi, thì mình hôm nay mình đã chuẩn bị một củ hành tây này, mình đã sơ chế sẵn này, một hai nhánh tỏi này, một nhánh gừng này, gồm có vỏ quế với lá quế với lại quả hồi này, với quả đinh hương, với quả thảo quả nha các bạn nhé, với lại ít hành xanh đây các bạn này. Thì sau đây các bạn cùng sơ chế thịt bò với đậu phụ với mình nha các bạn ơi. Mình sẽ thái đậu phụ trước nhé các bạn nhé. Đậu phụ hút chân không đấy là các bạn ơi, đây. Chắc là ngon đấy các bạn ơi, mình thấy có vẻ là ngon. Đây từng miếng một đây. Đấy họ chiên sẵn hết rồi, mình về không phải chiên nữa nhé các bạn nhé. Đấy. Thì đậu phụ mình sẽ cắt dọc như này các bạn nhé. Đấy. Đấy, mình sẽ cắt ra vuông đây, vuông luôn nhé. Đây. Đấy. Này không phải chiên rán lại nữa các bạn ơi, họ chiên sẵn rồi. Đây. Đấy, mình đã cắt xong đậu phụ rồi các bạn ơi. Đây được một đĩa to đây các bạn ơi. Sau đây mình sẽ sơ chế cái thịt này nha các bạn nhé. Thịt này mình mang đi rửa ấy chứ. Thịt bò mình đã mang đi rửa nước muối rồi các bạn nhé. Đây các bạn này, bóp vào nước muối đây này. Sau đây mình sẽ thái thịt. Mình cũng thái cho nó vuông vuông tí nhé các bạn nhé. Đây. Đấy. Bật đi. Đấy mình cứ cắt ra vuông vuông nhỏ nhỏ như này cho nó dễ ăn nhé các bạn nhé. Đây thịt bò này cũng thấy mềm lắm các bạn nhé, chắc không dai đâu. Đấy, mình đã thái xong thịt bò rồi các bạn ơi. Trước khi mình thái thịt bò mình đã chuẩn bị một nồi nước sôi rồi các bạn nhé. Sau đây mình sẽ cho một nửa thìa muối vào. Với lại cái phần một nhánh gừng nữa các bạn nhé. Gừng với đinh hương này. Với lại thảo quả với lá quế, vỏ quế nhé. Quả hồi nữa, đây mình sẽ cho vào đây. Cho vào đây để lúc nữa mình trần qua cái thịt bò cho nó đỡ hôi nha các bạn ơi. Nước mình đã sôi được một lúc rồi các bạn nhé. Sau đây mình sẽ bỏ phần thịt bò vào để trần các bạn ơi. Đấy mình đã trần được khoảng 2-3 phút rồi các bạn ơi. Rồi mình mới vớt ra nhé các bạn nhé. Không có để sôi nữa các bạn nhé. Sôi thì nó chín mất thịt mất. Mình trần qua cho nó đỡ hôi thôi các bạn. Thịt mình đã trần qua rồi các bạn nhé, nhìn ngon các bạn nhé, không phải rửa qua nữa đâu nha các bạn, mình chỉ trần qua như thế thôi các bạn ơi. Sau đây mình sẽ ướp thịt bò nha các bạn ơi. Đây mình sẽ cho một nửa thìa muối nha các bạn nhé. Cái phần hành tím này mình sẽ cho 1/2 nhé, một nửa vào đây nhé các bạn, cho một nửa tỏi vào đây nhé, 1/2 phần tỏi. Mình sẽ cho một
nửa thìa nước tương nha các bạn nhé, một nửa thìa mì chính này, với cho một chút tiêu vào nữa các bạn đây, tiêu, xong là đảo đều lên để cho nó ngấm gia vị nha các bạn nhé. Mình sẽ để khoảng 15 đến 20 phút cho nó ngấm gia vị xong mình mới kho các bạn. Các bạn ơi, sau khi mình đã ướp thịt bò được 20 phút rồi các bạn nhé, mình sẽ chuẩn bị một cái xô hoặc cái chảo khô như này các bạn nhé. Mình sẽ cho đường vào các bạn. Được. Mình sẽ dùng đường mình đảo đều nhé các bạn nhé, để mình thắng để lấy nước màu nữa các bạn. Đấy, nhiều người người ta gọi là nước hàng đấy các bạn nhé, để lấy màu. Đây các bạn, đây đường mình thắng đã được rồi nhé, mình sẽ cho tí nước vào đây. Đấy, mình đã thắng xong rồi các bạn nhé, mình sẽ đổ cái nước màu này ra một cái bát. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị cái xo mới cho một ít mỡ vào nhé các bạn nhé. Mỡ của mình đã già rồi các bạn ơi, thì cái phần hành tím với tiêu tỏi thì mình sẽ cho vào đây để phi cho nó thơm nhé các bạn nhé, để gia vị có để cái món ăn của mình có cái mùi thơm ngon nha các bạn. Hành tím với tỏi của mình đã phi thơm vàng rồi các bạn nhé, sau đây mình sẽ cho cái phần thịt này vào. Mình đã đảo thịt được một lúc rồi các bạn ơi, sau đây mình sẽ cho cái phần nước màu của mình vào đây nhé các bạn nhé. Nghe mùi thịt thơm ngon lắm rồi các bạn ơi. Mình sẽ cho khoảng 300 ml nước nhé các bạn nhé. Thế nó hơi sắp sát là được các bạn ơi. Đó. Thịt bò mình đã đun được một lúc rồi nha các bạn nhé. Sau đây mình sẽ cho nốt cái phần đậu để vào để kho nha các bạn. Mình sẽ đun trong vòng khoảng 10 đến 15 phút nha các bạn ơi. Các bạn ơi, lò thịt kho của mình đã đun được 15 phút rồi nha các bạn ơi. Nhìn ngon không các bạn ơi? Các bạn có thể nêm nếm gia vị nha các bạn nhé. Mình ăn nhạt như thế là vừa rồi các bạn ơi. Ở đây mình sẽ rắc cho tí tiêu nha các bạn ơi. Phần hành xanh mình sẽ cho vào luôn nha các bạn nhé. Sau đây mình sẽ múc ra đĩa để thưởng thức thôi các bạn ơi. Đây các bạn ơi, nhìn cái đĩa thịt kho đậu của mình có ngon hấp dẫn không các bạn ơi. Món thịt kho đậu cực kỳ là dễ dàng nha các bạn á, rất là dễ làm tại nhà. Ai cũng có thể làm được các bạn ơi, rất là ngon. Món này ăn với cơm trắng hoặc cơm nếp như mình này cực kỳ là ngon nha các bạn nhé. Đấy. Sau đây mình sẽ thưởng thức xem mùi vị theo thế nào các bạn ơi. Hôm nay mình cũng đưa đồ xôi đây các bạn ơi. Đây bát cơm nếp của mình đây cực kỳ là ngon nhé. Mời tất cả quý vị và các bạn nhé, cùng thưởng thức với mình nha các bạn ơi. Đấy, động thịt cực ngon các bạn. Mời các bạn. Thịt rất là ngon các bạn ạ. Thơm ngon. Đậu cũng mềm, thơm ngon các bạn nhé. Ngấm gia vị rất là ngon. Mình làm thịt bò nhưng mà mùi vị ăn cực kỳ là thơm và ngon các bạn ạ. Gần như là thịt lợn các bạn ạ. Mình khử mùi đi rồi ăn giống thịt lợn lắm. Thôi video chia sẻ cái món thịt
thịt bò kho với đậu theo cái cách của mình nhé các bạn nhé. Chúc các bạn làm món ăn thành công nha các bạn ơi. Các bạn thấy video của mình hay nhớ like, comment, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn ơi. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha các bạn nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau nha các bạn ơi.